Thay vì lập chốt, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Quảng Ngãi đã triển khai đo nồng độ cồn lưu động. Cách làm này đã phần nào hạn chế tình trạng né trạm, nhưng trong quá trình xử lý lại xuất hiện một số trường hợp có hành vi chống đối nguy hiểm. Quá trình mà tuần tra kiểm soát xử lý nồng độ cồn lưu động của công an thành phố thì gặp rất nhiều trường hợp là chống đối, cản trở, đặc biệt là có số trường hợp là bỏ chạy. Trong hơn một tháng ra quân đo nồng độ cồn lưu động, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Quảng Ngãi đã lập biên bản xử lý trên 70 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tước giấy phép lái xe 126 trường hợp, phạt tiền trên 1 tỷ đồng, góp phần nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ của người điều khiển phương tiện giao thông. Chúng tôi sẽ tập trung xử lý các cái hành vi vi phạm về nồng độ cồn, các cái vi phạm về tốc độ và các cái hành vi là nguyên nhân mà trực tiếp dẫn đến cái tai nạn giao thông. Thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Quảng Ngãi tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường tuần tra, kiên quyết xử lý các vi phạm về luật giao thông đường bộ, nhất là tình trạng vi phạm nồng độ cồn, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.